Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Viettel Store TV. Ở trong các video trước đây thì chúng mình đã cùng nhau cận cảnh chiếc Samsung Galaxy M01, một chiếc máy nằm ở trong phân khúc giá rẻ sắp tới của Samsung. Và ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đã lại có thêm những thông tin rò rỉ về chiếc Samsung Galaxy M51, một chiếc máy dự kiến nằm ở trong phân khúc tầm trung. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi cận cảnh chiếc máy này để xem rằng chúng ta sẽ có những thông số nổi bật gì nhé. Intro nào. Đầu tiên là về thiết kế thì thoạt nhìn qua chúng ta sẽ có một thiết kế vô cùng quen thuộc với cụm camera hình chữ L và được đặt ở trong module hình chữ nhật. Đây là một trong những cụm camera đã được đặt lên thế hệ Samsung Galaxy S20 và phần lớn những smartphone ở thời điểm hiện tại của Samsung. Chính vì vậy việc Samsung Galaxy M51 được trang bị cụm camera này cũng là không có gì bất ngờ. Ngoài ra thì ở thời điểm hiện tại chúng ta đang có những dự đoán rằng chiếc Samsung Galaxy M51 sẽ được trang bị công nghệ cảm biến vân tay ở trong màn hình. Đây là một trong những điều dễ hiểu khi mà với việc nằm ở trong phân khúc tầm trung thì Samsung sẽ trang bị cho chúng ta rất nhiều những tính năng nổi bật ở trên chiếc máy này. Ngoài ra ở phần mặt trước thì chúng ta sẽ có kiểu thiết kế màn hình, đó là Infinity O. Với việc có kiểu thiết kế màn hình này thì sẽ đem lại cho chúng ta có những cái trải nghiệm sử dụng màn hình rộng rãi hơn rất nhiều. Ngoài ra thì về chất liệu thiết kế, Galaxy M51 sẽ được hoàn thiện bằng chất liệu đó là nhựa. Với việc chúng ta có một thiết kế nhựa và được làm bóng ấy thì máy sẽ đem lại cho chúng ta có một cảm giác cái đấy sang trọng hơn rất nhiều. Và như các bạn cũng có thể nhìn thấy ở trên phần lớn những chiếc smartphone Samsung ở thời điểm hiện tại ấy, thì máy được gia công rất là tốt, chính vì vậy trong quá trình sử dụng chúng ta cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Tiếp theo nói về màn hình ấy, thì với việc đem được công nghệ cảm biến vân tay ở trong màn hình thì chiếc Samsung Galaxy M51 sẽ được sử dụng tấm nền, đó là AMOLED. Với tấm nền AMOLED thì chắc hẳn các bạn cũng không còn quá lạ lẫm gì nữa. Với màu đen sâu này cùng với đó là độ tương phản cao thì máy sẽ đáp ứng cho chúng ta rất tốt trong các tác vụ giải trí. Và như mình đã nói ở phần thiết kế thì với việc đem đến công nghệ màn hình Infinity O thì một phần nào đấy máy sẽ đem đến cho chúng ta những cái trải nghiệm giải trí tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên có một điểm đáng chú ý, đó là phần cạnh dưới màn hình của chiếc Galaxy M51 có khả năng sẽ khá dày. Đây là một trong những điều dễ hiểu khi mà phần lớn những smartphone ở trong phân khúc tầm trung ở thời điểm hiện tại đều có màn hình như vậy. Tiếp theo nói về camera thì Samsung Galaxy M51 sẽ được trang bị cho chúng ta một hệ thống 4 camera. Và ở thời điểm hiện tại chúng ta đã có những thông tin rò rỉ về cụm camera chính. Với việc máy sẽ được trang bị cảm biến chính ISOCELL Bright GW1 với độ phân giải 64MP được sử dụng ở trên phần lớn những smartphone hiện nay ấy, thì Galaxy M51 sẽ đem đến cho chúng ta những bức ảnh với độ chi tiết cao nhất có thể. Về camera selfie thì hiện tại chúng ta vẫn chưa có những tin đồn xác nhận rằng máy sẽ sử dụng camera với độ phân giải bao nhiêu megapixel. Tuy nhiên, có khả năng máy sẽ được trang bị camera selfie với độ phân giải 16MP, cùng với đấy chúng ta sẽ có hỗ trợ làm đẹp. Với việc chúng ta có hỗ trợ làm đẹp ý, thì máy sẽ đem đến cho chúng ta những bức ảnh mà nịnh mắt và chúng ta hoàn toàn có thể đăng lên mạng xã hội một cách dễ nhất có thể. Ngoài ra thì với việc chúng ta sẽ có sự xuất hiện của 4 camera sau ấy thì máy sẽ tương tác để đem lại cho chúng ta rất nhiều những tính năng là chụp ảnh macro này, chụp ảnh góc siêu rộng cùng với đấy đó là chụp ảnh xóa phông. Đây là một trong những thứ mà mình đánh giá là Samsung trang bị cho chúng ta rất đầy đủ các tính năng ấy chứ, rất ấn tượng ấy. Tiếp theo là về hiệu năng, đây là một trong những thứ mà mình rất ấn tượng với nhà Samsung khi có khả năng máy sẽ không được trang bị con chip của dòng Exynos. Thay vào đấy máy sẽ được trang bị con chip là Snapdragon 662 hoặc là con chip Snapdragon 720. Với việc có con chip Snapdragon ấy, thì máy sẽ đem đến cho chúng ta một GPU tốt hơn khá nhiều và hỗ trợ rất tốt trong khả năng chơi game. Ngoài ra thì máy sẽ đi kèm với dung lượng RAM đó là 6GB và 64GB bộ nhớ trong. Như các bạn cũng đã biết thì ở trên những thiết bị Samsung ấy, thì với việc có giao diện One UI được đánh giá là khá nặng thì có 6GB RAM sẽ một phần ở đấy đem lại cho chúng ta trải nghiệm đa nhiệm tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì có một điểm cần lưu ý, đó là chiếc Samsung Galaxy M51 có khả năng sẽ có thêm một phiên bản tùy chọn bộ nhớ lên tới 128GB, giúp cho chúng ta có khả năng lưu trữ tốt hơn rất nhiều. Và về phần mềm thì khi ra mắt, chiếc Samsung Galaxy M51 có khả năng sẽ được chạy trên phiên bản hệ điều hành Android 10 với nền tảng đó là One UI 2.0. Và cuối cùng đó là về pin, có khả năng Galaxy M01 sẽ được trang bị một viên pin với dung lượng rất châu bò lên tới 5000mAh. Và ngoài ra chúng ta sẽ có sự xuất hiện của công nghệ sạc nhanh, giúp một phần nào đấy có thể khắc phục được tình trạng là pin trâu thì máy sẽ sạc rất là lâu. Đây là một trong những điểm mà mình đánh giá Samsung rất quan tâm đến người dùng. Và ở thời điểm hiện tại với việc ở trong phân khúc tầm trung mà có công nghệ sạc nhanh ấy, thì một phần nào đấy đây cũng là một trong những lợi thế để có thể cạnh tranh được với những smartphone khác ấy chứ. Và cuối cùng là về giá bán và ngày ra mắt, có khả năng chiếc Samsung Galaxy M51 sẽ được ra mắt tại thị trường Ấn Độ vào tháng 7 này và mức giá của nó sẽ dao động vào khoảng từ 6 cho đến 7 triệu đồng. Đây là một trong những mức giá mà thật sự ấn tượng với những gì mà nó đem lại. Và theo các bạn thì đây có phải một chiếc máy đáng mong chờ hay không? Đừng quên để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment nhé. Và nếu như các bạn cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share cũng như là nhớ subscribe giúp chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.